lên tiếp cho anh em một cái xác bình xăng con đít cài Estanda tháo xe kho cực đẹp nha. Cái xác này là còn cháy ga nha anh em, nhưng mà cháy ga xấu, mình bán dạng tính xác, anh em mua về bỏ ra tiệm người ta phục hồi lên cốt một xài nha. Đó. Bên này bán giá 2 triệu nha anh em. Đó. Siêu đẹp luôn. Da trắng tinh, xanh lè. Nắp zin, phao zin, ruột bên trong siêu đẹp. Đó. Anh em bỏ ra tiệm người ta làm phục hồi lên có cháy ga này kia hết luôn, khoảng tầm 200 ngàn nữa nha anh em. Cái bình này rất là đẹp luôn. Nói chung những cái bình này á, mình bán chỉ cho những người trong cái hệ chơi trong cái bình này ha. Những anh em nào không biết về cái giá trị cũng như bình này, cũng như giờ không biết về cái món đồ này bao nhiêu tiền thì cứ bỏ qua giúp giùm mình nha. Mất công nói tới nói lui, có nhiều anh em khác vô người ta nói mình này nọ các kiểu, dễ bị ném đá nha anh em. Đó. Mình bán đồ chứ mình có nhận thức chứ không phải là cái món đồ có 1.000 mà mình đi bán tới 100.000 đó, nên là vậy. Rồi thì cái bình này mình giá đẹp như thế này mình bán chỉ có 2 triệu thôi, anh em về lên xài nha. Bây giờ mình bung cái đít ra bên trong cho anh em coi nó đẹp hay xấu cỡ nào ha. Rất là đẹp nha anh em, bên trong là không có một ủng gì hết nha. Đây, chân cờ là nguyên zin, phao zin hết, tất cả là zin. 2 triệu cho cái xác bình này.